Huyện đoàn Đông Hải đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên các ban ngành đoàn thể huyện hỗ trợ thu dọn vệ sinh và sắp xếp bàn ghế giường nghỉ tại khu cách ly 1 của huyện ở Trung tâm Giáo dục dạy nghề Giáo dục thường xuyên huyện. Tổng số giường nghỉ dành cho người tham gia cách ly tập trung được các bạn đoàn viên thanh niên bố trí sắp xếp tại khu cách ly 1 của huyện là 200 giường, mỗi phòng có một bộ bàn ghế và các dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác theo dõi cách ly tập trung tại huyện. Với tinh thần trách nhiệm, các bạn đoàn viên thanh niên đã bố trí sắp xếp giường nghỉ, bàn ghế cẩn thận, đảm bảo khoảng cách và lối đi cho người tham gia cách ly tập trung, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Để chuẩn bị điều kiện cho việc tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương, ứng phó nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và các trường hợp F1 có liên quan đến dịch bệnh COVID-19, huyện Đông Hải đã xây dựng thêm 4 dãy phòng cách ly với 200 giường, nâng tổng số giường bệnh tại hai khu cách ly tập trung của huyện lên trên 500 giường.